Vâng, hôm nay em Tuấn chào đón các bác đến với lại chiếc đồng hồ mắt cú. Các bác nhìn đôi mắt nó theo dõi các bác hàng ngày luôn, theo dõi từng ngày. Và đặc biệt là thiết kế đôi cánh nhé, đôi cánh vỗ suốt. Bác nhìn này, tổng thể cả chiều cao của nó, bác nhìn nhé, nó được đặt ở trong một chiếc lồng kính, là chiếc lồng kính. Con này dùng chạy bằng cót các bác nhé, chạy bằng cơ, nói cơ thì nó dễ, nó chạy bằng cơ, đấy, lên cơ, rất là sang trọng. À, mức giá của chiếc đồng hồ này có mức giá là 23 triệu, 23 triệu đồng, 23 triệu đồng. Rồi này chạy cơ nhé, tất cả đều làm bằng đồng hết, tất cả đều được làm bằng đồng ạ, cực kỳ đẹp luôn. Trưng bày ở phòng khách thì vừa sang trọng, trang nhã và sinh động, đặc biệt là nó sinh động, rất là sinh động luôn. Các bác nào có nhu cầu liên hệ với em ạ, em cảm ơn, chào các bác. Vâng, hôm nay em Tuấn chào đón các bác đến với lại chiếc đồng hồ mắt cú. Các bác nhìn đôi mắt nó theo dõi các bác hàng ngày luôn, theo dõi từng ngày. Và đặc biệt là thiết kế đôi cánh nhé, đôi cánh vỗ suốt. Các bác nhìn này, tổng thể cả chiều cao của nó, các bác nhìn nhé, nó được đặt ở trong một chiếc lồng kính, là chiếc lồng kính. Con này dùng chạy bằng cót các bác nhé, chạy bằng cơ, nói cơ thì nó dễ, nó chạy bằng cơ, đấy, lên cơ, rất là sang trọng. À, mức giá của chiếc đồng hồ này có mức giá là 23 triệu, 23 triệu đồng, 23 triệu đồng. Rồi này chạy cơ nhé, tất cả đều làm bằng đồng hết, tất cả đều được làm bằng đồng ạ, cực kỳ đẹp luôn. Trưng bày ở phòng khách thì vừa sang trọng, trang nhã và sinh động, đặc biệt là nó sinh động, rất là sinh động luôn. Các bác nào có nhu cầu liên hệ với em ạ, em cảm ơn, chào các bác. Vâng, hôm nay em Tuấn chào đón các bác đến với lại chiếc đồng hồ mắt cú. Các bác nhìn đôi mắt nó theo dõi các bác hàng ngày luôn, theo dõi từng ngày. Và đặc biệt là thiết kế đôi cánh nhé, đôi cánh vỗ suốt. Các bác nhìn này, tổng thể cả chiều cao của nó, các bác nhìn nhé, nó được đặt ở trong một chiếc lồng kính, là chiếc lồng kính. Con này dùng chạy bằng cót các bác nhé, chạy bằng cơ, nói cơ thì nó dễ, nó chạy bằng cơ, đấy, lên cơ, rất là sang trọng. À, mức giá của chiếc đồng hồ này có mức giá là 23 triệu, 23 triệu đồng, 23 triệu đồng. Rồi này chạy cơ nhé, tất cả đều làm bằng đồng hết, tất cả đều được làm bằng đồng ạ, cực kỳ đẹp luôn. Trưng bày ở phòng khách thì vừa sang trọng, trang nhã và sinh động, đặc biệt là nó sinh động, rất là sinh động luôn. Các bác nào có nhu cầu liên hệ với em ạ, em cảm ơn, chào các bác. Vâng, hôm nay em Tuấn chào đón các bác đến với lại chiếc đồng hồ mắt cú. Các bác nhìn đôi mắt nó theo dõi các bác hàng ngày luôn, theo dõi từng ngày. Và đặc biệt là thiết kế đôi cánh nhé, đôi cánh vỗ suốt. Các bác nhìn này, tổng thể cả chiều cao của nó, các bác nhìn nhé, nó được đặt ở trong một chiếc lồng kính, là chiếc lồng kính. Con này dùng chạy bằng cót các bác nhé, chạy bằng cơ, nói cơ thì nó dễ, nó chạy bằng cơ, đấy, lên cơ, rất là sang trọng. À, mức giá của chiếc đồng hồ này có mức giá là 23 triệu, 23 triệu đồng, 23 triệu đồng. Rồi này chạy cơ nhé, tất cả đều làm bằng đồng hết, tất cả đều được làm bằng đồng ạ, cực kỳ đẹp luôn. Trưng bày ở phòng khách thì vừa sang trọng, trang nhã và sinh động, đặc biệt là nó sinh động, rất là sinh động luôn. Các bác nào có nhu cầu liên hệ với em ạ, em cảm ơn, chào các bác. Vâng, hôm nay em Tuấn chào đón các bác đến với lại chiếc đồng hồ mắt cú. Các bác nhìn đôi mắt nó theo dõi các bác hàng ngày luôn, theo dõi từng ngày. Và đặc biệt là thiết kế đôi cánh nhé, đôi cánh vỗ suốt. Các bác nhìn này, tổng thể cả chiều cao của nó, các bác nhìn nhé, nó được đặt ở trong một chiếc lồng kính, là chiếc lồng kính. Con này dùng chạy bằng cót các bác nhé, chạy bằng cơ, nói cơ thì nó dễ, nó chạy bằng cơ, đấy, lên cơ, rất là sang trọng. À, mức giá của chiếc đồng hồ này có mức giá là 23 triệu, 23 triệu đồng, 23 triệu đồng. Rồi này chạy cơ nhé, tất cả đều làm bằng đồng hết, tất cả đều được làm bằng đồng ạ, cực kỳ đẹp luôn. Trưng bày ở phòng khách thì vừa sang trọng, trang nhã và sinh động, đặc biệt là nó sinh động, rất là sinh động luôn. Các bác nào có nhu cầu liên hệ với em ạ, em cảm ơn, chào các bác.
Vâng, hôm nay em Tuấn chào đón các bác đến với lại chiếc đồng hồ mắt cú. Các bác nhìn đôi mắt nó theo dõi các bác hàng ngày luôn, theo dõi từng ngày. Và đặc biệt là thiết kế đôi cánh nhé, đôi cánh vỗ xuất. Bác nhìn này, tổng thể cả chiều cao của nó, bác nhìn nhé, nó được đặt ở trong một chiếc lồng kính, là chiếc lồng kính. Con này dùng chạy bằng cót các bác nhé, chạy bằng cơ, nói cơ thì nó dễ, nó chạy bằng cơ, đấy, lên cơ, rất là sang trọng. À, mức giá của chiếc đồng hồ này có mức giá là 23 triệu, 23 triệu đồng, 23 triệu đồng. Đồng này chạy cơ nhé, tất cả đều làm bằng đồng hết, tất cả đều được làm bằng đồng ạ, cực kỳ đẹp luôn. À, trưng bày ở phòng khách thì vừa sang trọng, trang nhã và sinh động, đặc biệt là nó sinh động, rất là sinh động luôn. Các bác nào có nhu cầu liên hệ với em ạ, em cảm ơn, chào các bác.